Đây là chất keo tẩy của miếng dán đại can nè. Mình dùng hết tất cả các sản phẩm để tẩy cái này mà không ra. Giờ mình phát hiện ra có một sản phẩm này tẩy ra nè nha. Đó, đây là sản phẩm là tẩy nhựa đường nè. Bắt đầu mình test cho các bạn coi. Này khi mình xịt vô mình để khoảng 1 phút nha các bạn. Đó. Sạch bóng.